và một ngày hai lần, sáng làm chiều lần, và 3 tháng sau thì mình không còn đau thịt cái tòa nữa. Mình là một cái người bệnh mà về cái cục sống lưng ấy, thì mọi người sẽ mua cho tôi 6 cục đá. Đầu tiên lấy cho này 2 cục đá. Và mình mua 6 cục đá đó là chi? Thứ nhất ấy, là mình sẽ sử dụng ấy, là 2 cục đá để mà đánh gan. Rồi trong khi mình để 2 cục đá để đánh gan thì mình phải để 2 cục đá nóng nữa ở lòng bàn chân. Tức là nay mình phải bỏ vô khăn nghe chứ đừng có để như vậy phỏng chết đó nha. Bỏ khăn để mà làm nóng hai cái lòng bàn chân và nóng ở đây. Thì khi mình làm vậy thì nó sẽ chạy, và một thêm một cái nữa mình phải mua cái đai hoặc là cái phủ la được, là mình chườm ở cái cột sống lưng của mình. Thì cái cột sống lưng của mình thì nó có hai cách, một là chườm nóng, hai là chườm lạnh. Khi nào mình đang đau thì mình chườm lạnh nó cắt đau, nhưng mình chườm lạnh vô mà mình thấy đau nhiều thì mình chỉ chườm nóng thôi. Do đó sự chọn lựa nóng hay lạnh là do mình ở cột sống lưng. Thì như vậy là cái đặc biệt tại sao mà chườm ở đây, mà chườm ở đây nữa, tại vì khi mình chườm nóng đây thì cái luồng điện trường ấy, ngoài cái chuyện mà làm giãn mao mạch ra, nó còn cái luồng điện trường ấy. Cái điện trường đó nó làm cho cái chỗ mà đau đớn ở trong cái từ thắt lưng mình để xuống ấy, thì nó sẽ được tiêu tan. Là lý do là tại vì cái đá nó có một cái đặc biệt, đá và răng này có đặc biệt, nó là một cái loại từ trường hút, không phải là từ trường đẩy. Hút là sao? Mọi người sẽ mua đá xong ấy, thì mọi người đến đây ấy, mà mua đá mà lấy đá mà thấy nó hút vậy thì lấy, còn không hút thì trả lại. Mọi người nhớ tôi nói không? Tại vì hút ấy, là đá này nó nóng, nó hút vô này. Và cái hút cái đặc biệt của nó là gì? Mình để người qua đây về nó cũng hút nữa. Còn cái từ trường ấy, thì đặc biệt là để vô nó đẩy ra, một để một mặt mình cứ hít vào. Nhưng mà riêng cái này đá này thì nó chỉ hút chứ không có đẩy. Do đó là khi mình đặt nóng đây thì tự động nó hút cái này, nó đi xuống đây, cái này đi lên đây, nó điều chỉnh hết cả cái người mình. Hiểu nắm được như vậy ý chưa? Thì ông có thể cầm thử hai cục, ông thử con hút không? Để tôi làm. Hút không? Thấy nó hút mạnh kia chưa? Nhưng mà khi mình làm nóng lên rồi, cái sức hút nó còn mạnh hơn nữa. Thấy chưa? Đổi đầu lên coi nó vẫn hút. Ok chưa? Rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi còn cái cột sống lưng ấy, thì đôi khi mọi người một ngày ấy, mình sẽ nâng như vậy ấy, là 1 giờ đồng hồ, và một ngày 2 lần, sáng làm chiều lần, và 3 tháng sau thì mình không còn đau thịt cái tòa nữa. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.